Ngoại trưởng Ai Cập cho biết sẽ tổ chức bầu quốc hội vào tháng 2 hay tháng 3, tính từ Madrid. Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy tuyên bố ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha là Ủy ban Hiến pháp sẽ chấm dứt công tác vào tuần tới. Bản tân hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng 12. Sau đó, Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 2 hay tháng 3 năm tới và tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 6. Các cuộc bầu cử sẽ thay thế những người lãnh đạo được quân đội chỉ định sau khi lật đổ tổng thống Mohamed Morsi vào ngày 3 tháng 7. Lời tuyên bố của ông Fadi là lời tuyên bố đầu tiên về thời điểm tổ chức bầu cử sau khi quân đội lật đổ chính phủ Morsi. Ra tòa trong ngày thứ hai, ông Morsi đã giận dữ phản đối phiên tòa, hô to khẩu hiệu, đã đảo chế độ quân phiệt và tuyên bố ông ta là tổng thống hợp pháp duy nhất của quốc gia Ai Cập. Sự phản đối của ông Morsi đã làm chánh án phải cho hoãn phiên tòa tới ngày 8 tháng Giêng. Đây là lần đầu tiên ông Morsi xuất hiện trước công chúng sau khi bị lật đổ. Cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập lật đổ tổng thống Mubarak hy vọng sẽ đưa Ai Cập tiến tới dân chủ, tự do, nhưng trở thành sự tranh chấp quyền lực giữa quân đội và phong trào huynh đệ Hồi giáo. Quân đội đã đàn áp hai cuộc biểu tình ngồi của huynh đệ Hồi giáo trong ngày 14 tháng 8, làm cả ngàn người chết, bắt giữ 2.000 người. Phong trào là lực lượng chính trị lâu đời nhất, có lịch sử 80 năm và có ảnh hưởng nhất ở Ai Cập, đã bị một tòa án cấm hoạt động. Hoa Kỳ dù không gọi việc lật đổ Tổng thống Morsi là một cuộc đảo chánh, nhưng đã quyết định ngừng viện trợ quân sự cho Ai Cập. Ông Fahmy nói rằng Ai Cập đang tìm sự ủng hộ đa phương, liên hệ với Nga đã gia tăng quan trọng trong thời gian qua. Sau khi bị Hoa Kỳ cắt đứt viện trợ, ông Fahmy luôn luôn nhắc tới nước Nga.